Hello xin chào bạn, hôm nay tôi với lại thằng Vũ Vinh hai thằng sẽ tổ chức chôn thằng Vũ Thượng bằng cái sợi dây này. Ok, bây giờ thì tôi mới nghĩ được một cái trò, đó chính là chơi kéo co. Tôi thằng này sẽ cho thằng Vũ Thượng kéo co thi với nhau, sau đó thì tôi sẽ cầm cái dây này tôi buộc cột điện. Đấy, đơn giản thế thôi, và chôn thằng Vũ Thượng xem nó có biết hay không. Tôi nghĩ là nó không biết đâu, thằng cô này đang ngáo ngơ lắm, nhìn thế thôi nhưng mà nó ất ất đần đần lắm. Ok, bây giờ thì đợi thằng Vũ Thượng nó đi học về chúng tôi sẽ chôn nó. Đấy. Hello, xin chào bạn. Hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc thi, đó chính là thi kéo co. Đấy, ở đây có cô Thượng, thằng cô Vinh, hai thằng sẽ solo kéo co nhau. Và đặc biệt ở phần thi này, tôi sẽ tài trợ 1 triệu đồng cho thằng cô nào kéo thắng. Ok, 1 triệu đồng nhá, cho thằng nào thắng. Phải thắng thì mới được 1 triệu, còn là không thắng không được 1 triệu. Đấy, ok. Ok, hai chú solo nhau. Bây Em giờ là khô máu luôn. Đây, 1 triệu cho thằng nào kéo thắng. Đấy, giờ là dây đâu? Giờ tiền anh đút túi đấy. Rồi, không, đây. Không có trọng tài à? Không cần trọng tài. Đấy, đây là dây. Nhưng mà đặc biệt ở cuộc thi hôm nay đó chính là các chú kéo co thì phải bịt mắt, bịt khẩu trang vào mắt. Em tưởng bị đồng mô. Không, bịt vào mắt để không nhìn thấy gì. Hơi căng đấy. Ok, anh đứng ngoài làm trọng tài. Em trọng ok, tài. Thành với anh làm trọng tài. Hai cô này nó sẽ kéo co bịt mắt. Ok, bây giờ tôi sẽ công bố luật thi. Khi làm mà bảo bắt đầu ấy thì các chú phải bịt khẩu trang vào trong mắt, không được nhìn thấy gì và không được mở ra. Khi nào cho mở được mở, nếu mà mở ra thua luôn, coi như là không được 1 triệu luôn. Đấy, khi nào bảo mở được mở, khi nào bảo thắng thì mới được mở. Ok. Bây giờ thì là như này, hai đứa cầm dây đây, xong rồi là bịt khẩu trang vào. Bây giờ thì hai cu sẽ bịt khẩu trang vào mắt, bịt vào rồi nhìn thấy gì không Thượng? Thằng nhìn thì như kiểu tật ấy. Ok, Vinh nhìn thấy gì không Vinh? Nhìn thấy mắt nó cứ trắng trắng, nó đỏ đỏ trong đây. Ok, nhưng mà bây giờ nhá, số mấy đây? Nhìn thấy mắt nhìn sao được? Không rõ đúng không Thượng này? Hả? Số mấy đây? Em không biết. Không biết gì? Nhìn nhìn nào. Khó nhìn số mấy không nhìn thấy à? Thành số mấy Thành? Số 1. Ok, chuẩn rồi. Bọn này là nó bị mù chữ rồi, nó không nhìn thấy gì. Bây giờ thì là các chú sẽ đứng dàn hàng ngang ra để anh đưa dây cho bắt đầu kéo nhá. Ok, bây giờ là hai thằng này là không được bỏ ra nhá. Để anh đưa dây. Rồi, đưa dây ra anh cho này. Ok, bây giờ là đưa dây cho thằng Thượng trước. Rồi. Thằng Vinh cứ đứng đấy nhá, để anh đưa dây sau. Rồi, thằng Thượng cầm chắc dây vào. Cầm chắc dây vào. Ok, đi ra đây, ra đúng vị trí đứng. Ra đây, vị trí thằng Thượng nó ở đây. Ok. Rồi, Thượng đứng đây. Chuẩn rồi. Đấy, đây là vị trí Thượng đây. Đi đi đây anh kéo lên. Đấy, đứng đấy, chuẩn đấy. Quay lại. Rồi, ok, đây là vị trí của Thượng. Hết dây rồi. Xong rồi nha, Thượng đứng nguyên nha. Vinh này, đây là vị trí của Vinh. Chém cái áo đó. Không không, mặc nguyên áo. Cái áo gồng cho xưa. Cứ mặc nguyên vào. Vinh cầm lấy dây chưa? Rồi. Ok, Vinh đứng góc đấy nha. Thượng đứng nguyên nhá, để anh chuẩn bị chỗ cho Vinh. Được chưa anh? Chưa. Ok, đấy chú cầm chắc vào, Vinh cầm chắc vào. Cầm okay. chắc vào hết cỡ vào. Nhưng mà em sợ chỗ này nó bị trơn trơn anh ạ. Không. Ok, được chưa? Vinh cầm chắc chưa? Chắc anh ạ. Cầm chắc chưa? Được, ok, chắc rồi đúng không? Thắng chưa? Được rồi nhá. Bắt đầu nhá, rồi, Vinh nhá, Thượng nhá. Ok. Anh để vạch ở giữa này. Khi làm vào 1 2 3 là kéo nhá. Ok, từ chưa được, Vinh cầm chắc chưa? Rồi, căng dây rồi đấy. Bắt đầu này. Rồi. Thành ra ngoài để cho hai anh kéo cô. Rồi, nhìn thấy dây chưa? Ok. Chưa? Rồi, Vinh nha, chuẩn bị nha. Từ từ, bắt đầu anh đếm này. Bắt đầu nha. 1 2 3 kéo cô, kéo đi, đúng rồi, kéo mạnh vào. Anh lên. Thằng Thượng đã thắng rồi. Thượng sắp thắng rồi, Thượng kéo mạnh lên. Anh lên. Đúng rồi. Vinh sắp thắng rồi, nhanh lên. Ui dồi ôi, Thượng kéo kinh quá. Nhanh lên, Vinh cố lên, Vinh ơi. Vinh cố lên, đúng rồi. Thấy không? Thằng Thượng bỏ anh nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó khỏe phết đấy, không phải đùa đâu. Kéo mẹ như châu điên. Cuối cùng là chú có thắng không Thượng? Hả? À? Thượng ơi, chú có thắng không? Đấy nha, anh giao luật từ đầu là thằng nào mà kéo thắng thì mới được 1 triệu. Nhưng mà cuối cùng là thằng cô này nó không kéo thắng.
nó đang kéo nó bỏ luôn khẩu trang ra, tức là chú thua luôn rồi. Ok, khi nào mà chú phải kéo đổ cái cột này xuống này đấy, đổ cột điện này xuống thì chú mới thắng. Cột nó vít với nhà. Chú phải kéo đổ cả nhà chú mới được 1 triệu. Phải ăn được 1 triệu của anh Lao có phết đi. À Thương, cảm giác mà kéo thấy thế nào? Phê không? Phê. Phê đúng không? Mẹ ông Vinh thử kéo như vậy. Hôm nay tôi cho ông cô Thượng nó tập thể dục. Dây buộc như này thì con mà cụ tổ nó sống dậy không kéo được. Cột hàn mình tưởng nhá. Cái cột này nó hàn này. Nó hàn lên tận trên đây. Thằng này nó phải kéo đổ cái bếp này nhà tôi xuống thì nó mới thắng được. Cái đổ bếp. Đổ cái bếp. Đổ bếp mới thắng đấy. Ừ đấy. Chơi đi ông Thượng. Cái đổ bếp chơi như vậy. Ok, cuối cùng thì tôi đã chôn xong thằng cụ Thượng, cảm giác thấy rất là vui và thú vị đấy. Thượng bây giờ là không dám ngẩng mặt lên nhìn các anh các bạn kìa. Các bạn thấy không? Ngẩng mặt lên các bạn nhìn nào. Ngẩng mặt lên. Đấy. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? 17. 17 á? À 17 là cái tuổi mà rất là khỏe, người ta bảo là 17 là bẻ gãy sừng trâu, thế méo thằng cụ này mà không kéo đổ cái cột điện. Đấy. Đây. Giờ lại đến cái con lợn này. Đấy kéo đi. Không bỏ tay luôn. Đấy cho chú kéo luôn. Cho ông Thánh kéo xem bao giờ nó kéo đổ được nhà. Đấy các bạn nhìn Thành vỗ bắt đầu này. Thành vỗ. Yeah, thắng rồi, thắng rồi. Ok, xong Thượng nhá. Bây giờ như này này, chốt câu cuối này. Chú có xứng đáng nhận 1 triệu đấy không? Nhận hết. Nhận hết gì? Mà không có kéo được đâu, có kéo đổ cột điện đâu. Đùa này, không nhận nữa. Làm gì đủ tuổi nhận, anh bảo thắng thì mới được nhận nhé. Đấy nhá, tôi nói ngay từ đầu nhá, nếu mà nó kéo thắng thì mới được 1 triệu. Còn kéo không thắng là không được cái gì. Ok, trước khi kết thúc cái video này, tôi muốn tất cả các bạn đang theo dõi video của tôi hãy lưu ý một điều đặc biệt ở đây, rằng tôi chỉ sở hữu 3 kênh YouTube chính, đó chính là NTN Vlog 1,6 triệu người đăng ký, Monster NTN 965.000 người đăng ký và Funny Game 455.000 người đăng ký. Ngoài ra tôi không sở hữu bất kỳ một kênh YouTube nào khác. Tất cả những kênh YouTube mà đang sử dụng hình ảnh của tôi, đang tải lại video của tôi lên đều là giả mạo hết. Và tôi cảnh báo tất cả những bạn đang tải lại video của tôi lên hoặc là đang sử dụng hình ảnh của tôi trái phép, tôi sẽ nhờ YouTube can thiệp để xóa bỏ kênh của các bạn khỏi YouTube. Ok, đây là một lời cảnh báo và tôi nói được tôi làm được. Hiện tại tôi đã xóa sổ được khoảng tầm hơn 10 kênh. Tôi đã nhờ YouTube can thiệp xóa sổ được hơn 10 kênh re-upload video của tôi, sử dụng hình ảnh của tôi trái phép không xin phép. Tôi không hiểu các bạn đang nghĩ cái gì. Ở Việt Nam, tôi nói nước ngoài, bởi nước ngoài tôi thừa biết người ta văn minh như nào. Khi mà làm YouTube đã tìm hiểu hết. Ở nước ngoài không bao giờ người ta đi kiểu là lấy video người khác về người ta tải lên một cách vô tội vạ như ở Việt Nam. Mà nói thẳng ra ở Việt Nam ấy, không phải gọi là cái từ re-up. Re-up nó là viết tiếng Anh của từ re-upload, tức là tải lại video lên. Nhưng mà ở Việt Nam tôi sử dụng cái từ đó chính là ăn cắp. Các bạn đang ăn cắp video người khác về, các bạn đăng lên, các bạn kiếm tiền. Đấy là một hành động rất là xấu mà tôi phải gọi là từ ăn cắp. Không ai người ta gọi là re-upload cả, người ta phải dùng cái từ ăn cắp cho các bạn. Nó giống kiểu là các bạn đi vào nhà người ta, các bạn tự tiện các bạn lấy đồ các bạn mang về nhà các bạn, các bạn bán các bạn kiếm tiền đấy, nó không khác gì luôn. Hoặc giống các bạn vào nhà tôi các bạn ngồi các bạn ăn như kiểu là nhà các bạn. Đấy, kiểu là như thế, rất là mất lịch sự và rất là xấu luôn. Tôi phải dùng cái từ xấu và tôi dùng cái từ ăn cắp cho những các bạn mà đang lấy video tôi tải lên hoặc đang sử dụng hình ảnh của tôi để mạo danh kiếm một vài sub ở trên YouTube. Không biết là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái hành động các bạn nó rất là xấu và rất là, nói chung là không thể chấp nhận được. Tại sao các bạn không sử dụng cái não của các bạn để các bạn làm việc mà các bạn lại sử dụng cái kiểu hành động đi ăn cắp như thế? Tôi phải nói như này, ở nước ngoài người ta rất là văn minh, người ta lấy video của khác về thì người ta phải mail, người ta hỏi xin các kiểu xem là người ta có thể sử dụng video này trên kênh người ta không. Đấy, khi mà chủ sở hữu người ta cho thì người ta mới dám đăng lên. Còn đây ở Việt Nam các bạn cứ lấy về như kiểu là của các bạn đấy. Nên là tôi thấy là đây là một hành động rất là xấu, các bạn cần phải thay đổi. Ok, và tôi cảnh báo luôn đấy, những bạn nào mà đang hoặc là đang chuẩn bị tải video tôi lên, hoặc là lấy video tôi tải lên, hoặc là ăn cắp hình ảnh của tôi, sử dụng hình ảnh tôi không xin phép, tôi sẽ nhờ YouTube can thiệp. Bởi vì đây là luật của YouTube, đây là chính sách của YouTube, các bạn đang làm thế các bạn vi phạm. Và tôi chỉ muốn nói thế thôi. Và tôi hy vọng tất cả các fan của tôi hoặc là những các bạn mà đang xem video của tôi hay là người xem thông minh, đừng để những bạn kia lừa các bạn xem cái video rất là vớ vẩn nhảm nhí. Ok, rồi, có lẽ tôi chẳng gì nói cả, và tôi chỉ cần các bạn hãy cố gắng ủng hộ tôi nhiều hơn nữa bằng cách là like, chia sẻ video và đăng ký kênh tôi thôi.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.